Tin tức do Bộ Quốc phòng Nam Hàn phổ biến nói rằng binh sĩ của họ đã nổ súng bắn trả ngay sau khi quân đội Bắc Hàn bất ngờ nổ hàng chục trái pháo vào một hòn đảo của miền Nam, khiến 2 binh sĩ bị thiệt mạng, 15 binh sĩ khác bị thương và hơn 60 căn nhà bị cháy rụi. Trong cuộc họp báo ở Seoul, Đại tướng Lee Hong-ki của Bộ Tổng tham mưu Nam Hàn cho hay đây là một hành động cố ý gây chiến của miền Bắc, vi phạm tất cả những điều khoản ngưng bắn mà hai bên đã thỏa thuận với nhau từ năm 1953. Đồng thời, ông cũng gọi đây là một hành động tàn ác vì phía Bắc Hàn đã pháo kích ngay vào những khu dân cư. Phúc trình khẩn cấp do Bộ Quốc phòng Nam Hàn gửi cho Tổng thống Lee Myung-bak và các quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia viết rằng pháo binh của Bắc Hàn đã nổ hàng chục quả pháo vào đảo Yeongpyeong, cách biên giới hải phận hai nước khoảng 3 cây số và cách thủ đô khoảng 120 cây số về hướng tây. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin nói là báo cáo này cũng cho biết binh sĩ miền Nam tức khắc đã nổ súng bắn trả, đồng thời chiến đấu cơ F-16 cũng đã được phái đến để can thiệp. Khoảng một tiếng đồng hồ sau đó thì hai bên đều im tiếng súng, nhưng người ta tin là chắc chắn vụ việc này sẽ tác động rất mạnh đến bầu không khí vốn dĩ vẫn đang căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Tất cả các nhà phân tích đều xem vụ việc vừa xảy ra là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng không nghĩ là một trận chiến quy mô hơn giữa Nam và Bắc Hàn sẽ diễn ra. Trích dẫn tin phát xuất từ các giới chức cao cấp, giới truyền thông của Nam Hàn cho hay là Tổng thống Lee Myung-bak cũng đã chỉ thị chính phủ phải có biện pháp cứng rắn hơn đối với nhà cầm quyền Bình Nhưỡng. Nhưng đồng thời, ngay chính ông cũng căn dặn là không để cho căng thẳng leo thang trong lúc này. Vụ việc này xảy ra đúng một ngày sau khi đặc sứ Mỹ là ông Stephen Bosworth lên tiếng nói rằng Washington và các đồng minh Nam Hàn, Nhật Bản tiếp tục áp dụng chính sách ôn hòa đối với Bình Nhưỡng để đi tìm một giải pháp nhằm giải quyết những căng thẳng về vấn đề hạt nhân mà phía Bắc Hàn gây nên. Ông Bosworth cho biết là ngay cả việc Bình Nhưỡng xác nhận là họ có một nhà máy tinh chế uranium cũng không khiến tình hình trở nên nguy kịch hơn, bởi vì, theo lời của ông, là Washington vẫn tin tưởng, vẫn có một giải pháp để đem lại ổn định và hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Vị đặc sứ Mỹ hiện đang có mặt ở tại Bắc Kinh, tiếp tục chuyến đi với mục đích thúc đẩy Bắc Hàn trở lại bàn hội nghị sáu nước. Rất nhiều chính phủ đã lên tiếng phản đối hành động gây hấn của Bắc Hàn, trong đó có chính phủ Nga, Đức, Nhật Bản và ngay cả EU. Vài giờ đồng hồ trước đây, Nhà Trắng cũng đã cho phổ biến một bản tuyên bố, trong đó lên án hành động của Bình Nhưỡng và đồng thời cũng nhắc lại rằng Hoa Kỳ có trách nhiệm phải bảo vệ an ninh lãnh thổ cho đồng minh Nam Hàn. Tôi là Nguyễn Khanh, tường trình từ Washington.